chào tất cả các chị. Từ bữa đến bây giờ thì hình như là bên em ít lên những cái trend gọi là những cái phương đồng có màu sắc chấm bi như thế này đúng không ạ? Tại vì á, một khi mà TTV đã lên một cái tông màu mà các chị mình yêu thích rồi thì đảm bảo luôn nó sẽ là nhất nhất luôn ạ. Đồng em đang mặc có mã số sản phẩm là TTV 580 và mẫu đồng này em sẽ thiết kế cho các chị bằng chất liệu vải là bon hàng ở bên ngoài và bên trong sẽ có lót nhẹ cho mình một cái lớp lót vô tông giúp cho mẫu đồng dày dặn hơn và nó có độ thấm hút mồ hôi cho các chị nữa, tạo cho mình cái cảm giác thoải mái khi mà mình diện mẫu đồng này dùng em nha. Giá của em đồng này thì cực kỳ ưu đãi, chỉ có 445.000. Chia sẻ bài viết này sẽ được hỗ trợ giảm giá 20.000 còn 425 và miễn luôn cả phí vận chuyển dành cho các chị nào như mình ở xa không ghé cửa hàng được và mình đặt hàng online, bên em sẽ giao hàng tận nhà và miễn ship cho các chị. Cái kiểu dáng chấm bi thì các chị nhà mình nhìn nó rất là trẻ trung. Ở phần cổ thì em sẽ đi cho mình là cổ vuông nè, tay là tay vòng. Thì chị nào nhà mình có cái phần tay không như mong muốn á thì mình có thể diện cái mẫu đồng này giùm em, nó sẽ che đi được cái khuyết điểm đó cho các chị nha. Túi thì em vẫn thiết kế ở hai bên cho mình ạ. Size của mẫu đồng TTV 580 này là từ 45 cân cho tới size 75 cân là các chị nhà mình có thể diện vừa. Nhanh tay ghé liền giùm em cửa hàng 817 Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, 439 Lợi Bán Bích, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú và 22 Phú Lợi, Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để mình có thể là sẵn cái sản phẩm này cho em được trưng bày tại ba cửa hàng luôn. Còn chị nào nhà mình ở xa không ghé cửa hàng của nhà em được thì nhanh tay để lại comment giùm em là TTV 580 kèm cho em số điện thoại của các chị, các bạn chuyên viên bên nhà em sẽ liên hệ lại tư vấn và chốt đơn hàng cho mình nhé. Cảm ơn tất cả các chị đã xem hết video này của nhà TTV. Và các chị ơi hãy nhớ nhấn vào nút đăng ký để có thể nhận được thật là nhiều thông báo của nhà em. Và nếu như mà chị em nào nhà mình ưng ý sản phẩm của nhà TTV, hãy để lại cho em xin mã sản phẩm cộng màu và thêm giùm em số điện thoại. Các bạn chuyên viên bên nhà em sẽ liên hệ lại tư vấn và chốt đơn hàng cho